Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và ngày hôm nay thì em có một chiếc xe Lexus RX 350 Phiên bản N, phiên bản cao cấp nhất với 7 chỗ ngồi Thông thường thì anh chị bạn thường hay nghe tới Lexus RX 350 với phiên bản 5 chỗ ngồi Thì với bản 7 chỗ ngồi này sản xuất là 2019 Phiên bản nhập nhật Model là 2020 Xe có ngoại thất là màu đen Các chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo Cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, tất cả đều thể hiện trên văn bản hợp đồng giấy tờ chứ không nói mồm. Và bây giờ ta cùng đi tham quan về cái độ hoàn hảo của chiếc xe cũ đã qua sử dụng đang có mặt tại cửa hàng Auto 31, địa chỉ đơn vị là 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, xem nó còn được những gì. Với phần dọc thân xe với những đường gân dập nổi tạo lên cái điểm nhấn nhá cho chiếc xe nó thể thao hơn, mạnh mẽ hơn. Cùng với gương thì nó sẽ trang bị tích hợp cho anh chị và các bạn như là cảnh báo à, chống à, cảnh báo vượt trên gương này, rồi nó có những tính năng tiện ích như là cam 360 tích hợp đầy đủ, gập điện báo rẽ đầy đủ, đấy dọc thân xe với những chi tiết sơn si cũng như phần mép lối mép cản của chiếc xe Nó vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo. đuôi xe thì nó có những tính năng tiện ích an toàn như là cam đùi cảm biến đùi cùng với hệ thống cốp điện này, đèn phanh trên cao. Khi anh chị và các bạn mở cái phần cốp này ra ấy, thì nó sẽ có một cái đèn đuổi hai bên, trông rất là đẹp mắt. Em sẽ mở mời anh chị vọng cùng tham quan về không gian cốp. Đấy, chi tiết rất là đẹp và hoàn hảo ạ. À. Không gian bên trong thì rộng rãi để anh chị bạn có thể chứa được rất nhiều đồ. Khi mà mình cần gia tăng thể tích chứa đồ thì mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ ba xuống để tạo cái không gian mặt phẳng chứa đồ cũng như là nếu mà mình chở nhiều hơn nữa thì mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai nữa. Mọi chi tiết rất là đẹp và hoàn hảo, có gập điện đầy đủ, những cái phím bấm còn rất là rõ nét ở đây anh chị nhé. Để quay qua để các bác có thể tham quan. Mọi chi tiết keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng hoàn hảo. Đây là những cái phần không gian ghế khi mà dựng hàng ghế thứ ba lên nó sẽ có một cái chỗ để đồ nó sẽ bị hẹp hơn một chút. Hàm trải sàn cũng như là phụ kiện theo xe vẫn còn anh chị nhé. Đồ nghề của xe đây anh chị này. Mọi chi tiết rất là đẹp và hoàn hảo. Cái phần bậc cốp này cũng như là cái chất lượng keo chỉ đinh tán vẫn còn nguyên bản. Anh chị bạn nhìn qua đây thì sẽ tự ảnh tưởng là xe không có lúc sơ cua nhưng không. Lúc sơ cua làm dưới gầm này anh chị này. Mọi chi tiết vẫn còn mới nguyên đấy ạ. Đây, không gian đầy đủ em quay rất là rõ rồi nếu mà anh chị mà cần chụp kỹ rõ hơn ở phần nào có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ chụp lại chi tiết hoặc là gửi chi tiết thông tin đầy đủ cho anh chị bạn để anh chị bạn có thể tham khảo và cân đối xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% mươi giá trị xe ưu đãi với cái lãi suất tốt nhất để với hệ thống mở cửa ký đất go với bốn cánh cửa ở phần cánh cửa thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn các tiện ích như là lên xuống kính này Rồi là có rèm che lắng hai bên Tổng quan về chất lượng ghế da của chiếc xe thì nó cũng vẫn còn rất là đẹp Mọi chi tiết rất là hoàn hảo với hệ thống da cao cấp rồi đó. ốp gỗ cao cấp Tiện ích thì rất là nhiều Không gian bên trong hàng ghế thứ hai thì rộng rãi cho ba người ngồi Với những cái chi tiết như là tiện ích như là bệ thì tay rồi là cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa. Đây là chất lượng hàng ghế thứ hai anh chị nhé, với hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi. Đầy đủ những tiện nghi, cửa sổ trời. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết hơn nữa về cái phần khoang uh, cabin của chiếc xe. Xem nó còn rộng rãi không và có những có những tiện ích gì. Ở phần cánh cửa thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn những các phím như là lên xuống kính chỉnh gương rồi là nhớ ghế. Đây là những cái phần chi tiết về, về keo chỉ ốc ác của chiếc xe Với xe cũ thì em luôn quay Để anh chị và các bạn có thể biết được là xe nó có bị đâm va hay thay thế gì không Xe làm bánh với quãng đường là hơn 30.000 km rồi Nên vẫn còn rất là hoàn hảo anh chị ạ Lịch sử vẫn có đầy đủ để anh chị bạn có thể check kiểm tra Đây là vin năm sản xuất của chiếc xe cũng như là thông số của chiếc xe để anh chị bạn có thể xem qua Đây là phiên bản nhập nhật, mọi chi tiết rất đẹp ạ Từ những phần ốc bản lề ở cánh cửa rồi là răng cao su chất lượng và tính năng tiện ích an toàn trên mẫu xe rất nhiều như là hát kính rồi là cam 360 sấy vô lăng chống chân trượt cùng rất nhiều tiện ích đây các bác có thể tham quan vô lăng thì bọc ra tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có những chi tiết ốp gỗ trông rất là sang trọng chất liệu cao cấp phía sau vô lăng thì nó sẽ có một cái đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và thông số an toàn những cái thông số lái để anh chị bạn có thể là uh, theo dõi khi di chuyển trên đường một cách an toàn. Màn hình đã được trang bị màn hình giải trí và có trang bị thêm cái đồng hồ thiết kế designer với những các phím điều chỉnh chức năng để chị bạn có thể thấy thì nó còn rất là mới và đẹp. để lộ start top rồi phanh tay điện tử, bách uh, hậu auto hold rồi là những cái phần uh, toptop rồi những cái những chi tiết uh, các chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn theo cung bậc cảm xúc của mình. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe. Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là 3.5. Cùng chung khối động cơ với khối động cơ của Rick 350 phiên bản 5 chỗ ngồi. Nhưng mà cái công suất của phiên bản 7 chỗ ngồi là sẽ cao hơn. Những cái phần ốc ác của chiếc xe nó vẫn còn nguyên bản anh chị nhé và chiếc Lexus RX350 phiên bản N7 chỗ ngồi đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá hơn 3 ,7 tỷ 7. Chi tiết cụ thể các bác hãy lên em, em sẽ gửi một cái giá tốt nhất ưu đãi cho anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.